Thưa quý vị, trong những ngày gần Tết, mọi người lo đi mua sắm chuẩn bị đón Tết cho gia đình mình. Nhưng nhiều người có lòng với quê hương, với dân tộc, họ lại tất bật hy sinh thời giờ quý báu của mình để mong bảo tồn văn hóa Việt, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng trong những ngày Tết xa quê hương. Và sau khi đài truyền hình SBTN phát hình phóng sự bao mừng tuổi, thì phản ứng của cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới như thế nào? Xin mời quý vị chia sẻ ý kiến sau đây của ông Vũ Huynh Trưởng. Trong những ngày vừa qua, thì ban đại diện cộng đồng của chúng tôi ở miền người Việt quốc gia vùng Bắc Cali này đó có làm một cái gọi là chiến dịch để mà tẩy chay những cái hàng hóa của Trung Cộng, và cái điều đặc biệt là tẩy chay văn hóa của Trung Cộng là bằng cái cách là cái bao mừng tuổi đó. Chúng tôi muốn đổi gọi là bao mừng tuổi, không gọi là bao lì xì nữa. Rồi đến khi mà chương trình của SBTN đưa lên, thật là một cái không ngờ, không ngờ. Chúng tôi phải nói rằng là cái phone của chúng tôi nó muốn cháy luôn trong mấy ngày vừa rồi. Chúng tôi nhận cái order một cái cách quá sức tưởng tượng, tức là chỉ trong vòng mấy ngày. Ở bên Úc Châu cũng gọi về chúng tôi order, rồi bên Pháp, rồi bên Na Uy, các thứ là gọi về chúng tôi order. Khắp nơi trên thế giới đã order về chúng tôi. Lê Cường, người thiết kế 6 mẫu phong bì mừng tuổi, chia sẻ cảm nghĩ của ông. Ý tưởng đầu tiên của anh em chúng tôi, đúng là ý tưởng đầu tiên, đúng là của anh Nguyễn Công Khanh, là phó chủ tịch ban ngoại vụ, là cái gì? Là cái mà suy nghĩ hoặc là cái mà nhiều người đã quan tâm trong cộng đồng chúng ta là tại sao Tết Việt Nam chúng ta không dùng cái sản phẩm văn hóa Việt Nam có mang màu sắc văn hóa Việt Nam, thì đó là một ý nghĩa rất đầu tiên. Rồi cái vấn đề thứ nhì nữa là trong nước bây giờ đó, với cái tình trạng mà hán hóa thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng cơ bản xóa bỏ lịch sử Việt Nam để biện minh cho thái độ hèn với giặc ác với dân của chúng, thì với cái phong bì mang màu sắc văn hóa này, chúng tôi muốn chuyển một thông điệp lịch sử nữa, là lịch sử Việt Nam là lịch sử giữ nước chống lại sự xâm lăng của phương Bắc. Cái thông điệp thương yêu, cái thông điệp văn hóa và cái thông điệp lịch sử. Mời quý vị chia sẻ ý kiến của ông Nguyễn Công Khanh về bao mừng tuổi. Khi mà chúng ta chống Tàu thì chúng ta phải đi từ cái căn bản. Bây giờ chúng tôi bắt đầu làm những cái việc đôi đó để mà chúng ta từ từ loại khỏi ảnh hưởng của người Tàu ra khỏi cái dân tộc Việt Nam. Từ văn hóa, từ lời nói, từ tất cả những biểu hiện của cuộc sống của con người Việt Nam được. Chúng ta đang làm những điều gì mà chúng ta cảm thấy chúng ta có thể làm được, thì chúng ta tiếp tục lợi từ cái điểm xuất phát đó. Ngày hôm nay chúng ta giáo dục con cái chúng ta hiểu được lịch sử. Ngày sau con cháu chúng ta sẽ dùng những cái hiểu biết của nó và để nó đưa lại cái dân tộc Việt Nam trở về, chứ thế hệ chúng ta thì đã muộn rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm cái gì đó. Ý kiến của ông Đặng Đình Chiên, người phụ trách khâu phát hành cho cộng đồng. Một ngày 20-30 cái order thì không thể nào giải quyết nổi. Thì quý vị nào mà nhận những cái mà chưa có dán thì thông cảm cho chúng tôi. Về vấn đề là năm nay là cái năm đầu tiên, nó cũng còn nhiều thiếu sót. Xin cảm ơn quý vị. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, tiểu bang California.